Chương trình Julie tất bật chạy show cùng chồng, Tần Tảo lại chim bán hàng nuôi con, bé Mia cũng cổ vũ tinh thần cho mẹ. Mọi người có thể mặc cùng với đầm, quần jean, quần bó, áo đầm, áo dài, áo hồng, áo đi, áo chợ, đồ bộ, hết giờ. Sau hôn lễ xa hoa, cặp đôi quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Bên cạnh việc tất bật đi show cùng ông xã, Phương Trinh Julie còn hé lộ công việc bán hàng online của mình qua một đoạn clip được đăng tải trên trang cá nhân. Bé Mia cũng xuất hiện, luôn bên cạnh ủng hộ công việc của mẹ. Được biết sau khi tạm gác lại hoạt động nghệ thuật, cô tập trung hơn vào công việc bán hàng online. Có thể thấy, nữ diễn viên không ngần ngại biểu diễn để thu hút người xem cũng như nghiêm túc dành thời gian công sức cho công việc. Hoàn toàn trái ngược với vẻ lộng lẫy mỗi khi xuất hiện trên truyền hình. Qua đoạn video mới được đăng tải, nhiều người thích thú trước hình ảnh đời thường mộc mạc của người đẹp. Song song với vẻ nhiệt huyết của Phương Trinh Julie là khoảnh khắc hậu trường có sự xuất hiện của con gái cô. Mặc dù không xuất hiện trên livestream của mẹ, nhưng cô bé cũng đứng sau máy quay, nhảy phụ họa theo mẹ khiến căn phòng đầy ắp tiếng cười. Dường như bản thân cảm thấy ấm áp khi có sự tiếp sức của con gái. Trên trang cá nhân, cô hào hứng cho biết đằng sau một người mẹ thần tạo livestream kiếm tiền là người nghệ sĩ tấu hài Mia. Hình ảnh hậu trường của hai mẹ con Phương Trinh Julie nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Riêng về phía nữ diễn viên, sau khi công khai con gái, cô dường như thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con trên trang cá nhân. Thêm vào đó, qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy bé Mia thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng. Mặc dù chỉ 9 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu gương mặt đáng yêu với những đường nét xinh xắn và đôi chân dài. Ngoài ra Mia cũng cho thấy là đứa trẻ lém lỉnh nhưng không kém phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nam diễn viên giữ mối quan hệ tốt, yêu thương nhóc tì và mẹ chồng nữ diễn viên còn rất cưng chiều cháu dù không cùng huyết thống. Nữ ca sĩ chọn cách sống chung với mẹ chồng vì cô muốn có không khí gia đình. Trong buổi tối cuối tuần tại gia, nữ diễn viên hé lộ khoảnh khắc bà nội cưng cháu như thế nào. Mia mê chơi game, mắt chăm chú vào màn hình và lúc này có mẹ Lý Bình ngồi cạnh chăm sóc. Cháu cưng ta đang bận cầm máy game nên bà nội ngồi cạnh ân cần đút sầu riêng cho nhóc tì. Chính Phương Trinh Julie cũng bày tỏ: chơi game mà bà nội ngồi kế đút ăn sầu riêng nè, thấy ghê không? Ăn tay dơ đâu có ăn được nên bà nội phải đút, cần thấy ớn chưa? Được biết Lý Bình và gia đình anh biết Phương Trinh Julie có con riêng từ rất lâu. Thời điểm họ mới tìm hiểu, các thành viên chẳng thấy có vấn đề gì lớn lao và luôn đón nhận nhóc tì. Thậm chí anh và Mia giống như đôi bạn thân, hay bày trò nhí nhố. Trong suốt thời gian bắt đầu hẹn hò đến khi lập gia đình, Lý Bình và Phương Trinh Julie đều cùng chăm sóc con gái. Dù rất yêu chiều con nhưng cặp đôi để con tự lập và có hướng dạy bé Mia khoa học. Chia sẻ trong một buổi livestream, nữ diễn viên bộc bạch: Trinh có thể là Trinh không phải là một bà mẹ tuyệt vời, không phải là bà mẹ chuẩn, nuôi con giỏi, dạy con ngoan. Trinh dạy theo những gì Trinh thấy tốt cho con mình thôi. Nam diễn viên từng khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ mỗi lần giận nhau với bạn gái, anh lại sợ không gặp được Mia. Riêng mẹ chồng nữ ca sĩ, bà yêu thương cháu gái, xem bé là cục cưng luôn ở bên cạnh bà nội. Tại đám cưới của con, phụ huynh tâm sự: hai con giỏi nên mẹ rất yên tâm. Mẹ mong lúc nào hai đứa cũng tương kính như tân. Vì cuộc sống vợ chồng đôi lúc sẽ có những trục trặc, phải nắm tay nhau vượt qua thì hôn nhân mới bền vững hạnh phúc. Mẹ chỉ có một mình Lý Bình, giờ có thêm Trinh và Mia. Đặc biệt Mia là cục cưng của mẹ, hai bà cháu lúc nào cũng có nhau, thủ thỉ bên nhau. Nữ diễn viên rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Cô có người bạn đời tâm lý cùng quan điểm sống và mẹ chồng gần gũi chăm lo cho các con. Chuyện con riêng đối với gia đình cô là điều hết sức bình thường, nhóc tì nào cũng sẽ được yêu thương như nhau. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.